Chuân, nàng tử Hà tiên tử xinh đẹp trong Đại thoại Tây Du và mối tình từng tốn nhiều giấy mực của cô và đạo diễn Châu Tinh Trì. Thế nhưng không phải ai cũng biết, sau khi rời xa vòng tay của Tinh gia, người đẹp này đã tìm được hạnh phúc thực sự bên tài tử âm nhạc Hoàng Quán Trung, một người từng bị chê là không xứng với cô cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc. Nàng tiểu thư nhà giàu và cậu thiếu niên ngỗ ngược. Chuân sinh năm 1971 tại Hồng Kông, Trung Quốc, trong một gia đình giàu có, hạnh phúc, được cha mẹ chiều chuộng, nâng niu như công chúa. Với gương mặt xinh đẹp, thanh thoát, dễ gây thiện cảm, nụ cười tỏa nắng, ngay từ nhỏ cô đã được các chàng trai săn đón, theo đuổi nhiệt tình. Khác với Chuân, tuổi thơ của Hoàng Quán Trung lại chẳng hề êm ả. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Hồng Kông, cha anh là người có tính tình nóng nảy, thậm chí còn thường xuyên bạo hành vợ con. Năm 12 tuổi, cha mẹ ly hôn, Hoàng Quán Trung trở thành thiếu niên ngỗ ngược trong mắt mọi người bởi tính cách kiêu ngạo, khó gần. Không chỉ vậy còn hút thuốc, uống rượu và đánh nhau. Trong thời thơ ấu đau khổ ấy, anh coi việc vẽ tranh, chơi đàn guitar như cứu rỗi tâm hồn mình. Năm Chuân 14 tuổi, có lần Hoàng Quán Trung và hội bạn bè tới Học viện Nghệ thuật Hồng Kông. Trong lúc này, anh vô tình trông thấy Chuân ngồi dưới khán đài và chúng tiến sách ái tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, với suy nghĩ phải tỏ vẻ thật khung ngầu, Hoàng Quán Trung chẳng dám đến gần xin số điện thoại của nữ thần. Nhiều năm sau, khi nhớ đến việc này, tài tử họ Hoàng tỏ vẻ hối hận. Nếu năm đó không cố tỏ vẻ lạnh lùng, có khi đã sớm được ở bên người đẹp rồi. Trang vực dậy sau cái chết của bản thân, nàng phất lên sau mối tình đau khổ. Có không ít người cho rằng Hoàng Quán Trung không xứng với Chuân cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên điều này là không đúng, bởi lẽ tài năng âm nhạc của anh là điều không ai có thể phủ nhận được. Nếu muốn bầu chọn những tay guitar tài năng của Trung Quốc, chắc hẳn Hoàng Quán Trung là cái tên đứng đầu bảng. Nói đến Hoàng Quán Trung, không thể không nhắc tới nhóm nhạc đình đám một thời Beyond. Năm 1985, khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, Hoàng Quán Trung vừa chơi nhạc vừa làm thêm công việc thiết kế. Có lần, anh nhận việc thiết kế ảnh bìa cho một dàn nhạc tên Beyond, nhưng ai ngờ, khi công việc hoàn thành, tay guitar trong nhóm lại bất ngờ ra nước ngoài. Nghe nói Hoàng Quán Trung biết chơi guitar, Hoàng Gia Câu đã tới gặp và thuyết phục anh tham gia ban nhạc. Trong suốt 20 năm hợp tác, Hoàng Gia Câu và Hoàng Quán Trung vô cùng ăn ý, là những người cộng sự hợp cạ với nhau. Họ cho ra mắt những ca khúc kinh điển, đưa Beyond trở thành nhóm nhạc rock and roll đình đám nhất nhì Hồng Kông lúc bấy giờ. Thế nhưng, đời đâu ai biết được chữ ngờ, năm 1993, giọng ca chính của nhóm Beyond Hoàng Gia Câu vô tình ngã xuống từ sân khấu khi đang biểu diễn, bị thương nặng và hôn mê bất tỉnh. 6 ngày sau, anh từ giã cõi đời trong sự tiếc nuối khôn nguôi của người hâm mộ. Hoàng Quán Trung không chỉ mất đi một người bạn thân thiết mà nhóm nhạc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi anh đứng ra gánh vác vai trò hát chính thì lại bị fan âm nhạc chỉ trích, các người muốn dựa vào cái chết để kiếm tiền đúng không? Từ nam thần vạn người mê đến tiêu điểm bị dư luận ném đá, sự nghiệp của Hoàng Quán Trung thay đổi bất ngờ chỉ sau một đêm. Vài năm sau khi Hoàng Gia Câu qua đời, Hoàng Quán Trung dần hình thành phong cách cá nhân riêng của mình trong âm nhạc. Trước đó khán giả chỉ nhớ tới anh với vai trò tay guitar của Beyond, thì giờ đây tài tử này đã trở thành một nghệ sĩ độc nhất vô nhị của làng nhạc Hoa ngữ. Trong khi đó, Chuân bước chân vào làng giải trí và đau đầu với những rắc rối tình cảm với vị đạo diễn tài năng nhưng tính cách kỳ quái đó là Châu Tinh Trì. Khi còn trên ghế giảng đường, Chuân đã sớm gây dựng được danh tiếng, cô đầu quân cho đài TVB với vai trò người dẫn chương trình. Vẻ đẹp năng động giúp cô nhận được sự chú ý của không ít nhà làm phim lúc bấy giờ. Trong đó có nam diễn viên kiêm đạo diễn Châu Tinh Trì, anh đã tin tưởng giao cho cô vai nữ chính trong bộ phim hành động Trường Học Uy Long 2. Cũng chính nhờ bộ phim này, cô quen biết và rơi vào lứa tình với Tinh gia. Có thể nói những khoảnh khắc đẹp nhất của nữ diễn viên, từ nụ hôn màn ảnh đầu tiên đến cái chớp mắt kinh điển trong Đại thoại Tây Du đều dành trọn cho tài tử họ Châu. Thế nhưng, suốt hơn 3 năm hẹn hò, Châu Tinh Trì chẳng chịu thừa nhận tình cảm với người đẹp. Cuối cùng phim vận vào đời, Chí Tôn Bảo không cưới Tử Hà tiên tử, Chuân và Châu Tinh Trì cũng đường ai nấy đi. Năm 1996, khi được giới truyền thông hỏi về mối quan hệ với Chuân, Tinh gia trả lời phũ phàng, không có bắt đầu, lấy đâu ra kết thúc. Sau khi chia tay, Chuân vô cùng đau khổ, phải mất nhiều năm mới thoát khỏi tổn thương tình cảm. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ bị vấp ngã trong tình cảm. Dĩ nhiên, cũng không phải Châu Tinh Trì không yêu Chuân. Bạn thân của Tinh gia Lưu Trấn Vĩ từng chia sẻ, khi quay Đại thoại Tây Du, Châu Tinh Trì và Chuân đang hẹn hò với nhau. Thậm chí một người theo chủ nghĩa độc thân như Châu Tinh Trì cũng từng có ý định xây dựng gia đình với nàng Hoàng Dung. Về nguyên nhân cặp đôi Đại thoại Tây Du tan đàn xẻ nghé, có rất nhiều suy đoán. Tuy nhiên, năm 2008, khi tham gia một show truyền hình, Chuân từng chia sẻ mình có mối tình bí ẩn kéo dài hơn 3 năm với một sao nam và kết thúc bằng việc bắt gian tại giường. Mặc dù không chỉ mặt đặt tên nhưng netizen suy đoán người kia không ai khác ngoài Châu Tinh Trì. Điều này dẫn đến lời đồn đoán kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của cặp đôi này là Mạc Văn Úy. Tuy nhiên, nữ diva đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Sau khi rời xa vòng tay của Châu Tinh Trì, Chuân bắt đầu chú tâm vào sự nghiệp. Cô liên tục tham gia hơn 50 dự án phim, tự tìm được chỗ đứng vững chắc trong showbiz, thoát khỏi cái mác bạn gái Tinh gia. Mối duyên phận sau 10 năm tưởng chừng bỏ lỡ mãi mãi. Mãi đến 10 năm sau khi gặp lại, mối duyên phận giữa Hoàng Quán Trung và Chuân mới thực sự tới. Có lần, mẹ Chuân tới gõ cửa nhà tài tử họ Hoàng vì nhà bếp của anh bị tràn nước, làm cháy hỏng bóng đèn nhà bà.
Khi đó, Hoàng Quán Trung mới biết được hóa ra mỹ nhân họ Chu là hàng xóm của mình. Thế nhưng với suy nghĩ, Chu Ân là nữ thần, sao có thể để ý tới mình, anh chẳng có bất cứ động thái theo đuổi nào cả. Ở cạnh nhà nhau, thể nào cũng có dịp chạm mặt. Thế nhưng, vốn là người hướng nội lại không biết trò chuyện, mỗi lần gặp Chu Ân, Hoàng Quán Trung cũng chẳng biết nói gì. Anh không biết rằng lúc này, Chu Ân cũng lặng lẽ quan sát người hàng xóm tài năng. Nữ diễn viên phát hiện Hoàng Quán Trung là người sống rất có nề nếp, sau giờ làm việc chỉ ở lì trong nhà, chăm sóc cún cưng và dành thời gian cho âm nhạc. Mẹ của Chu Ân là fan cứng của Hoàng Quán Trung, thường xuyên mời anh sang nhà ăn cơm. Thế nhưng mỗi lần, tài tử này chỉ đứng ở ngoài cửa, uống xong mắt canh rồi về nhà, chẳng hề ba hoa, dẻo miệng để lấy lòng mẹ người thương. Hết sức vừa lòng với Hoàng Quán Trung, mẹ Chu Ân từng hỏi cô, con thấy anh chàng này thế nào? Dù Hoàng Quán Trung không được đánh giá cao về nhan sắc trong showbiz, nhưng tình cũ Châu Tinh Trì lại nhận ra nét đáng yêu của anh. Cứ tưởng mối duyên phận này sẽ trôi vào dĩ vãng vì sự rụt rè của chàng, thì có lần cún cưng của Hoàng Quán Trung đi lạc đến nhà Chu Ân. Khi thấy thông báo tìm chó, nữ diễn viên đã đưa nó về cho chủ. Dần dần, quan hệ giữa họ cũng trở nên thân thiết hơn. Khi sắp chuyển nhà, Hoàng Quán Trung đã lấy hết can đảm mời Chu Ân đi xem một cuộc triển lãm chó. Ai ngờ, cặp đôi này bị giới paparazzi theo đuôi và tin đồn tình cảm cũng rộ lên trên khắp các mặt báo. Dù chưa từng nắm tay nhau, nhưng chẳng ai tin họ chỉ là bạn bè bình thường. Sau khi hỏi ý kiến của Chu Ân, Hoàng Quán Trung đã biến tin đồn thành sự thật, công khai thừa nhận tình yêu. Sau khi hẹn hò, cặp đôi này luôn dính như sam khi đi sự kiện, dành cho nhau những ánh mắt tình trong bể tình. Ở bên nhau nhiều năm, Chu Ân chưa từng hỏi Hoàng Quán Trung có yêu mình hay không, bởi lẽ cô có thể cảm nhận được tình ý của tài tử âm nhạc này. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, dù muộn tới mức nào, Hoàng Quán Trung cũng sẽ lái xe đến nhà Chu Ân, báo cho người đẹp biết anh đã tan ca để cô yên tâm. Không chỉ vậy, anh còn bỏ hút thuốc, học cách nấu ăn. Dù bận rộn tới mức nào, anh cũng sẽ dành thời gian ở bên bạn gái. Chu Ân từng tự hào khoe hạnh phúc, anh ấy đặt tôi ở một vị trí vô cùng quan trọng, trong mắt anh ấy chỉ có tôi. Cuộc hôn nhân không được coi trọng. Khi Chu Ân tuyên bố tin kết hôn, rất nhiều người cảm thấy Hoàng Quán Trung không xứng với cô. Thậm chí giới truyền thông Hồng Kông còn dùng những lời lẽ vô cùng khắc nghiệt để hình dung. Tiên nữ gả thấp cho chàng trai nghèo. Không chỉ mỉa mai Hoàng Quán Trung ở căn nhà sập xệ trong núi sâu, đi chiếc xe tồi tàn, họ còn khẳng định Hoàng Quán Trung thua xa Châu Tinh Trì. Bất chấp dư luận, cặp đôi này vẫn về chung một nhà và hạnh phúc bên nhau. Hoàng Quán Trung từng cảm thán, tôi là người rất xui xẻo, làm việc gì cũng phải nỗ lực hơn người khác. Có lẽ là bởi vì tất cả vận may của tôi đã được dùng để gặp được cô ấy. Sau khi kết hôn, Chu Ân từng bị bác sĩ kết luận là rất khó mang thai. Thế nhưng như một kỳ tích, năm 41 tuổi, cặp đôi này đã có với nhau một nàng công chúa, đặt tên là Hoàng Oanh, chữ Oanh phát âm gần giống với Ân. Mối tình từng không được mọi người coi trọng lại có cái kết đẹp ngỡ ngàng. Ở bên nhau 22 năm, tình cảm của họ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Không ít lần, netizen bắt gặp hình ảnh cặp đôi này tay trong tay đi dạo trên đường phố như lúc mới yêu. Thậm chí Hoàng Quán Trung còn viết thơ tình cho bà xã và đăng tải lên mạng xã hội. Anh mãi mãi yêu em cho đến khi thượng đế hóa thành tro tàn. Chu Ân cũng chẳng ngại ngần dành những lời có cánh cho ông xã. Có lần khi tham gia show truyền hình, nữ diễn viên còn cho thỏi thẻ bộc bạch. Nếu cho tôi được trở lại năm 20 tuổi, tôi nhất định sẽ đến tìm anh ấy trước. Khi con gái cưng của Chu Ân tham gia show truyền hình Nghĩ Cách Đi Bố Ơi, netizen được một fan chìm đắm với những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp vợ chồng này. Thay vì tạm biệt con gái, họ lại chỉ mải mê trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Có thể thấy được, dù từng chịu tổn thương về tình cảm khi ở cạnh Châu Tinh Trì, nhưng Chu Ân đã tìm được bờ vai vững chắc, tin cậy để dựa vào. Hiện tại cô đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, khiến biết bao người phải ngưỡng mộ suýt xoa. Tuy không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện, nhưng nàng tử Hà Tiên Tử vẫn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ dù đã bước sang tuổi U50. Nhiều người nhận xét ở tuổi 50, Chu Ân vẫn giữ được nét đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm. Giờ đây, cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên sau những năm tháng hết lòng yêu người nhưng bị phản bội.